Hóc dị vật là một tai nạn nguy hiểm ở trẻ nhỏ, mặc dù được cảnh báo nhiều nhưng vẫn xảy ra. Một trường hợp bệnh nhi 6 tuổi nuốt phải pin cúc áo vừa được các bác sĩ bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh xử trí thành công. Theo lời kể của người nhà, trẻ đang chơi trong nhà bỗng nhiên ho sặc sụa, thở rít, bắt đầu tím tái. Gia đình nghi trẻ nuốt phải dị vật nên lập tức đưa tới bệnh viện. Tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp x-quang, siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện thấy có ảnh dị vật cản quang tại vị trí gấp phế quản phổi. Trẻ được chỉ định gây mê nội soi gấp dị vật. Các bác sĩ mất hơn 1 giờ đồng hồ để đưa được dị vật ra ngoài. Theo các bác sĩ, pin cúc áo là pin nhỏ tròn dẹt như hình cúc áo, trẻ rất dễ nuốt phải vì đa phần pin này nhỏ là vật rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Khi trẻ nuốt phải dị vật, việc gây mê đến việc nội soi gấp dị vật với trẻ là rất khó chưa kể việc sau khi khắp được dị vật ra trẻ vẫn có nguy cơ đối mặt với các biến chứng như viêm phổi viêm phế quản áp xe phổi